Xin chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh ichimoku club cũng như quay trở lại với video nhận định về thị trường hàng ngày của em phát nha thì uh, trong những phiên gần đây thì sau khi và đã quay về lấy lại vùng cân bằng biên hỗ trợ 1265 và 1270 đã có những sự rút chân và hồi phục tích cực hai phiên ha như vậy thì phiên giao dịch ngày 10 tháng 10 thì và đã có một phiên mở gáp tăng rất là tích cực tuy nhiên đầu phiên tích cực nhưng mà cuối phiên lại có những sự trả điểm trở lại tích lũy và dàn co như vậy thì trong giai đoạn này khi thị trường hồi phục lên mức 1.290 đến 1.300 sẽ có những cái áp lực chốt lời trong ngắn hạn cũng như là những cái tâm lý nhà đầu tư đang cẩn trọng trong giai đoạn này vùng giá thấp thì thanh khoản thấp không muốn mua cũng chẳng dám bán thì à, khi hồi phục tích cực thì có thể là những dòng tiền tiếp tục quay trở lại và à, tham gia gom hàng thêm hoặc là chốt lời trong ngắn hạn cho nên trong phiên hôm ngày 10 tháng 10 thì có những cái thanh khoản cũng tương đối là tốt đâu đó là 18,4 ngàn tỷ thì bên em đóng cửa ở mức tăng 4.51 điểm lên 1.286.36 điểm ha như vậy thì trong những phiên gần đây em đã đánh giá nếu như vừa đi index kịch bản giữ được ở trên 1270 sẽ sẽ là những 1283 sẽ là 1000 sẽ là những cái biên hỗ trợ khá tốt có thể sẽ đóng góp hồi phục tích cực của thị trường như vậy thì cái biên trên kháng cự đó là 1.283 284 như vậy thì hiện tại đang đóng cửa 1.286 và cái kịch bản trong phiên giao dịch ngày 11 tháng 10 nếu như kịch bản thị trường yếu sẽ tiếp tục quay trở về test lại cái biên hỗ trợ 1.283 cộng trừ và sẽ tiếp tục hồi phục thôi trong giai đoạn này thì hầu như thị trường đã dàn co tích lũy đi ngang tiếp cận vùng 1 300 mất rất nhiều thời gian rồi như anh chị thấy từ đâu đó từ cái phiên giao dịch ngày 29 tháng 3 năm 2024 cho đến nay đã tạo một đỉnh nè à. đỉnh tiếp theo đó là đâu đó là anh quanh cái vùng ngày 14 tháng 6 rồi đỉnh tiếp theo ngày 12 tháng 7 rồi đỉnh tiếp theo đó là một ngày 30 tháng 8 và đỉnh tiếp theo là 3 tuần hiện tại ha 3 tuần hiện tại vẫn dằn co tích lũy quanh đây và chưa hồi phục được bởi vì cái mức 1.300 là một cái ngưỡng tâm lý cũng khá là cứng đối với nhà đầu tư trong giai đoạn này tuy nhiên nhìn về đầu thi tháng hãy vượt và giữ được trên 1.310 thì sẽ có cơ hội hồi phục và khá sáng trong giai đoạn sắp tới thôi trong giai đoạn này vẫn an toàn như vậy thì vn ở trong phiên giao dịch ngày à, 11 tháng 10 không mất mốc 1.283 284 sẽ có cơ hội hồi phục khá là sáng như vậy thì nhìn về khung đồ thị giờ đó, thì à, trước tiên chúng ta đã thấy cái sự mở gáp mở gáp tăng và cái kịch bản nếu như trong phiên giao dịch ngày 11 tháng 10 tiếp tục tích lũy đầu phiên có thể sẽ nhúng về test lại biên hỗ trợ quanh 1283, 1284 sẽ hoàn thành cái nhịp lắp gáp nha anh chị. Hoàn thành lấp gáp thì lúc đó cái cơ hội và cái uh, sự uh, dòng tiền tham gia quay trở lại đối với thị trường sẽ khá sáng trong ngày gian sắp tới ha. Thì như vậy thì vn uh, tăng 4.51 điểm và uh, VN30 thì lại tăng đến 8.61 điểm cho thấy là những cái mã cổ phiếu đến từ rổ VN30 khá là nhiều và đã kéo cái chỉ số lên cao và giữ được cái sắc, sắc xanh của thị trường thì những mã cổ phiếu hàng đầu đóng góp tích cực như là FPT tăng 4.65 phần là rồi massage tăng 3.9 phần trăm B tăng 2.3 và một số mã cổ phiếu khác đến từ nhóm banh và bán lẻ nhưng mà WG vẫn tăng 1.25 Rồi thì như anh chị thấy đó số lượng cổ mã cổ phiếu tăng chỉ có 163 mã giảm, mã tăng thôi. Còn đâu đó đến 206 mã cổ phiếu giảm chiếm tỷ lệ là uh, khá là lớn. Như vậy thì cho chúng ta thấy góc nhìn là phần lớn những mã cổ phiếu đầu ngành kéo thị trường giữ ở sắc xanh. Thực ra thì ở trong phiên có rất nhiều những mã cổ phiếu đã tích lũy và quay trở về những cái vùng cân bằng như là nhóm cổ phiếu chứng khoán trong phiên giao uh, dịch ngày 10 tháng 10. Rồi những bạn cổ phiếu đóng góp tích cực về khối lượng giao dịch hàng đầu như là VPBank nè. Rồi Tiền Phong Banh VIX MSB TSTB SHB MBB như vậy thì phần lớn là những mã cổ phiếu đến từ nhóm ngân hàng và tiếp theo là nhóm chứng khoán ha thanh khoản mua vào 8.108 tỷ bán ra là 8.511 tỷ rồi về khối ngoại thì đặc biệt đã tiếp tục quay trở lại tham gia mua rồng đâu đó là 503 503 tỷ và tham gia hàng đầu những mã cổ phiếu là bán lẻ ha như là Masan, FPT, NTL, TCB. Về khối tự doanh thì cũng mua rồng nhẹ đâu đó 53.84 tỷ thôi. Và tham gia tích cực hàng đầu đó là cổ phiếu MWG đến 176 tỷ. Và bán ra hàng đầu như là VPBank, Hòa Phát, VNM. Rồi thì nhìn chung về cái xu hướng của thị trường đó thì em đánh giá thị trường vẫn đang trong một cái trạng thái tích lũy dàn co thôi và những cái áp lực chốt lời trong ngắn hạn thôi, không có ảnh hưởng quá nhiều về cái xu hướng chính tích lũy trong dài hạn ha. Và cái cơ hội chung và dài hạn vẫn khá sáng là một cái kịch bản tiếp tục hồi phục và vượt vượt nền, vượt đỉnh 1300 trong thời gian sắp tới. Thì hôm nay thì có những mã cổ phiếu như là nhóm chứng khoán thì ở đất đai cũng tăng nhẹ nè. HCM thì tích lũy như giảm nhẹ 0.82% tiếp theo VND của tích lũy SHS rồi đặc biệt là VCI giảm đến 2.68 phần ha bởi vì VCI là nhịp vừa rồi hồi phục tích cực à, nhịp đầu tiên cho nên cũng đã có những sự trưởng lại giảm điểm hàng đầu so với những mã cổ phiếu cùng chung nhóm ngành tiếp theo FTS cũng giảm nhẹ 0.25 phần rồi AGR VAX rồi BSD cũng giảm 1.117 phần rồi CTS thì nhìn chung là những mã cổ phiếu nhóm chứng khoán đã có những sự chững lại đà tăng đang có những cái dấu hiệu quay về lấy lại những cái biên cân bằng sau đó sẽ tiếp diễn đạo hồi phục thôi em đánh giá cho mình gian sắp tới nhóm cổ phiếu chứng khoán vẫn là cái nhóm ngành khá là sáng đóng góp cái sự hồi phục cho thị trường rồi tiếp theo đó nhóm ngành chính là nhóm ngành ngân hàng thì trong giai đoạn này thì chúng ta không thể bỏ qua rồi nhóm ngân hàng thì trong phiên giao dịch ngày 10 tháng 10 đã có một vài mã cổ phiếu trong nhóm cũng tiếp tục tích lũy dàn coi trở lại và như vậy thì à, hầu như là nhóm ngân hàng cũng không quá đồng thuận ha nhưng mà vẫn có những mã cổ phiếu hồi phục tích cực như là cổ phiếu VPB nè vẫn tăng 1.43 phần trăm rồi ngoài ra thì một số mã cổ phiếu khác có cái sự chuẩn lại đào tăng và bị bán gục ở cuối phiên rồi MBB rồi ACB hay là vab rồi STB, SHB nói chung là khá đồng thuận nhưng mà cổ phiếu nhóm ngân hàng đã có những sự chuẩn lại tạo cho những cái tâm lý của nhà đầu tư vẫn hoang mang trong giai đoạn hiện tại và có thể bán tháo bán đổ tuy nhiên thì đem đánh giá xu hướng chung thị trường vẫn hồi phục thì đây sẽ là những cái cơ hội khá là tốt cho anh chị tham gia như vậy thì cổ phiếu TCB cũng đang quay về những cái biên hỗ trợ cân bằng biên dưới ha chúng ta vẫn chờ đợi thêm tích lũy thêm rồi cổ phiếu CTG cũng đang tích lũy trở lại rồi BID thì cũng không chưa có biên độ quá nhiều anh chị thông thường những nhịp vừa rồi thị trường muốn hồi phục tích cực thì vẫn kéo lên những mã cổ phiếu hàng đầu như là BID để đánh những cái chỉ số điểm lên Tuy nhiên thì trong phiên hôm nay thì có rất nhiều những mã cổ phiếu đầu ngành nhóm trụ như là MSN nè vẫn kéo là hồi phục tích cực ha trong đó lại không có BID ha thì MSN lại có điểm tham gia mua vào trong phiên ngày 10 tháng 10 nha anh chị và đã có điểm vượt ở trên cái vùng trên giảm rồi và cái xu hướng thì hiện tại đang tích lũy bỏ chặt và giữ được trên những biên hỗ trợ khá tốt vượt nền vượt đỉnh sẽ là cơ hội cho anh chị tham gia gom hàng tiếp theo như là cổ phiếu FPT FPT đã có những sự là tiếp tục vượt nền và đóng cửa ở mức tăng 4.65 phần và hôm nay phiên giao dịch ngày 10 tháng 10 thì đã có những sự hồi phục và có đã có điểm tham gia gom hàng nước tê trong ngắn hạn ha quanh một ngàn và một quanh giá 137 nha rồi về nhóm thép đó thì cũng có những sự chứng là đà tăng hòa phát giảm 0.91 phần trăm hoa sen giảm nhẹ rồi à, Nam Kim cũng giảm nhẹ đâu đó 1.59 phần trăm rồi như vậy thì nhóm thép cũng đã chuẩn lại đã tăng ở nhịp này rồi thì à, tiếp theo đó nhóm bất động sản ha nhóm bất động sản thì cũng giảm khá nhiều như là vít cũng giảm vhm cũng trả điểm rồi là novaland cũng tiếp tục giảm rồi vre rồi pdr rồi kdh rồi kbc rồi dxg nói chung là hầu như nhóm cổ phiếu bất động sản đã có sự chuẩn là đà tăng rồi hầu như là mã nào cũng đã có sự tích lũy trở lại cho nên em vẫn không đánh giá quá nhiều về nhóm cổ phiếu bất động sản nha bởi vì nhóm cổ phiếu mà nằm bên trên như là chứng khoán ngân hàng thì hồi phục tích cực thì có thể nhịp này quay trở về lấy lại vùng cân bằng và tiếp tục hồi phục thôi còn nhóm cổ phiếu bất động sản mà nhịp này mất luôn những biên hỗ trợ như thế này thì hầu như là nhóm bất động sản sẽ khá là yếu trong thời gian tới hồi phục lên sẽ tiếp tục chạm những cái vùng kháng cự cân bằng và tiếp tục dằn co và tích lũy chưa thể nó vùng ngay được ha rồi như vậy thì hôm nay thì có một số mã cổ phiếu bán lẻ rồi những mã cổ phiếu nhóm trụ đầu ngành hồi mục tích cực thì cũng phân tích chia sẻ cho chị thêm một cái mã cổ phiếu đó là cổ phiếu MWG vẫn đang có một cái điểm tham gia quanh lanh quanh vùng giá xa 40 64 66 6 7 test lại biên hỗ trợ các bạn hoặc là vẫn có cơ hội tiếp tục phục trong thời gian sắp tới nha khung đồ thị tuần mà hãy cái phiên giao dịch ngày 10 thèm tháng ngày 11 tháng 10 giữ được trên vùng giá Kijun 64.7 thôi thì sẽ là có cơ hội hồi phục khá sáng trong thời gian sắp tới. Rồi tiếp theo là cổ phiếu mệt nào mệt nào cũng đã đánh giá chia sẻ rồi, đã có những sự là vượt ở trên những cái vùng trên giảm trong ngắn hạn và trung hạn luôn. Thì như vậy thì đã có những cái sự là hồi phục tích cực đi kèm với thanh khoản nha. massage thì trong phiên giao dịch ngày 10 tháng 10 thì với thanh khoản nào đó là 19,8 triệu cổ. Đây là một cái phiên hoàn toàn là xác nhận một cái sự hồi phục tiếp diễn. Rồi như cái nhịp trước đó thì có những cái sự bùng nổ tích cực đó thì hầu như là không có cái thanh khoản anh chị này nè cũng giai đoạn trước đó nè hồi phục tích cực nè hầu như không có thanh khoản nha thành khoản rất là thấp chỉ có phiên giao dịch hôm nay là quay trở về với cái thanh khoản rất là tích cực ha rồi về nhịp này tích lũy trở lại cũng không có đánh giá gì thêm đó một vài mã cổ phiếu nhóm trụ đầu ngành thì cũng chia sẻ cho anh chị tham khảo rồi đó là những quả cổ phiếu có điểm mua trong khi hôm nay rồi nhóm cao su thì có như gvr anh chị gvr vẫn đang tích lũy lên quanh vùng này anh chị vẫn có thể tham dò được ha hoặc là có thể lấy 50% mươi phần tỷ trọng năm phần trăm có thể là tham gia bên bên dưới ha rồi tiếp theo trong phiên hôm nay cũng có cổ phiếu DGC hồi phục tích cực vượt nền vượt đỉnh tuy nhiên anh chị nhìn thấy có hai cái râu nến biên trên sau khi chạm những cái râu nến này lại tiếp tục bị bán gục đầu xuống và đóng cửa mất ở dưới vùng kháng cự châu âm như vậy là những cổ phiếu như DGC vẫn là một trạng thái tích lũy và đi ngang nữa anh chị chờ một cái cơ hội tiếp diễn trong thời gian tới có thể là vượt trên 118 118.5 gì đó hoặc là ít nhất phải đóng cửa giữ ở trên 117 tích lũy 23 phiên thì sẽ có cơ hội phục trong thời gian sắp tới và cổ phiếu DGC giai đoạn này cũng đang có những sự tích lũy bó chặt trở lại rồi thì chúng ta sẽ chờ đón những cơ hội ha khi nào có dòng tiền vào thanh khoản bùng nổ đâu đó 7 8 triệu hay 10 triệu cổ phiếu gì đó nó có thể là nó tăng gấp 3 gấp 3 gấp 4 lần ở trong những cái phiên giao dịch trung bình 1,7 triệu ha có thể là đâu đó 6 7 triệu cổ là có thể là đủ điều kiện để chúng ta tham gia rồi rồi ok thì đó là một số chia sẻ và đánh giá về những góc nhìn thị trường cũng như là một số mã cổ phiếu có điểm mua gửi đến quý anh chị nhà đầu tư tham khảo để đầu tư đón nhiều hồi phục của thị trường trong giải sắp tới nha còn nếu như anh chị còn phần vân chưa biết cái điểm vào hay là chưa biết mua bán mã cổ phiếu nào cơ cấu danh mục thì có thể liên hệ trực tiếp, tiếp với em em sẽ chia sẻ và hỗ trợ cho anh chị thêm cũng như là chăm sóc danh mục hàng ngày một một khác cho anh chị có những cái góc nhìn đầu tư trong thời gian sắp tới kiếm lợi nhuận tốt hơn rồi xin cảm ơn quý anh chị nhà đầu tư đã quan tâm theo dõi nha anh chị xem video nhớ để lại cho em xin một like để ủng hộ tinh thần Ngoài ra chưa có đơn tín hiệu của thể quét mã QR vào link trong Zalo để anh em cùng đồng hành và hỗ trợ cho anh chị trong thời gian sắp tới. Rồi xin chân thành cảm ơn quý vị nhà đầu tư đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại và vào những video tiếp theo.